Má! 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 Má có nghe rõ con không? Má! Má! Má đâu rồi? Má! Má! Má có sao không? Hả? Không có gì, bị trầy chân thôi. Má bị chỗ nào? Đúng là bị thương rồi, còn chỗ nào khác nữa không? Xuống lòng. Không. Nhảy ra đi. Xuống lòng. Xuống lòng. Má. Xuống lòng. Xuống lòng, cố lên. Cố lên. Xuống lòng. Tới bệnh viện. Xuống lòng. Cố lên. Cố lên. Con sẽ không sao đâu. Cố lên, cố lên. Cố lên. Bà, chúng ta chở đây đi. Sao lòng chết rồi, siêu lòng có thể có chuyện được. Ông ngại đây, gọi tất cả bác sĩ dạy tá của bệnh viện cấp cứu con tôi, nhanh lên. Mở lên đi. Chúng tôi muốn khám rồi. Không ai được đâu. Anh hai à, làm ơn lòng phước đi. Anh coi vợ tôi bị thương nặng lắm, cho vô đi. Phải, chúng tôi muốn mình đi. Phải đó. Cậu sư đang cấp cứu ở trong đó, không ai được vô. Các người có còn nhân tính không vậy? Ở đây có nhiều người cần phải cứu lắm, không thể bị họ kiếm các người chiếm đoạt bệnh viện như vậy. Nếu không tránh ra, tôi sẽ đánh đến cậu bẹp dí luôn. Phải đúng rồi, không chờ được. Biến. Tôi không nổi nóng, tưởng tôi bệnh hoạn phải không? Má, má bị thương rồi, có chịu nổi không vậy? Má chịu nổi mà, mọi người không thể chịu được. Cứu tôi với, con của tôi sẽ không được rồi, cứu nó với. Mặc kệ đi, cứu bé gái trước. Tránh ra, có một bé gái bị thương nặng lắm, cho nó đi trước đi. Tránh ra đi, làm ơn, bỏ bên kia đi. Cho nó vô đây. Có một bé gái bị thương nặng lắm, cho nó vô trước đi, làm ơn. Làm ơn đi mà. Tình không còn phản ứng nữa rồi, không còn phản ứng nữa rồi, tính sao bây giờ đây? Bà cứu em của tôi trước đi. Bên ngoài có rất nhiều người đang đợi chúng tôi cứu. Bà kệ bọn họ cho họ chết đi. Không phải, cứu tôi trước đâu. Có... chỉ có thể cứu mình con tôi thôi. Nếu con tôi có điều gì bất trắc, tôi bắt các người sẽ chết theo đó. Mau vô trong cứu đi, nhanh lên, nhanh lên đi. Cho chúng tôi vô. Lại đi, trả lời má đi mà. Chúng tôi vô đi. Chúng tôi vô. Tình Tình, con ngoan lắm, con trả lời chú đi. Tình Tình, Tình Tình. Tình Tình, con tỉnh lại đi. Tình Tình à, dẫn chúng tôi vô đi. Chúng tôi vô đi. Xin lỗi lòng già, nhưng thiếu gia bị thương quá nặng, chúng tôi không còn cách nào khác. Tình Tình à, Tình Tình, Tình Tình, thức dậy đi mà, trả lời má đi con. Tình Tình ơi, Tình Tình à, má con đang gọi con đó, con có nghe không? Tình Tình, con trả lời mọi người đi mà. Tình Tình, đừng có ngủ nữa. Tình Tình, đừng có ngủ nữa mà. Tình Tình, đánh ra đi, cho chúng tôi vô. Họ Kim này chiếm đoạt toàn bộ bệnh viện, thật sự không có luật pháp mà. Mạng của họ Kim mới là mạng sao? Những người vô tội chúng tôi thì không phải là mạng à. Sống vô đi. Mày còn tới đây làm gì? Người đã chết rồi, bây giờ cũng có ích gì? Chú Cương à, đừng vậy mà. Thiếp Cương nhất định không muốn thấy chú như vậy. Mơ, lên đường bình an. Anh Kích à, cảm ơn anh. Tất cả tránh ra. Tránh ra.
Ông trời đúng là không công bằng. Người ta mất con, ông cũng mất con. Sao con tôi chết thì thảm như vậy? Bây giờ luôn cả đồng quê mà cũng không có đường nữa. Đám người này làm nhiều chuyện xấu như vậy, cho dù tổ chức chôn cất long trọng thế nào, chết đi cũng chỉ xuống địa ngục thôi. Nhất định không chịu tránh ra phải không? Tránh ra! Tránh ra! Tránh ra! Họ Bành đang tế lễ, tất cả xéo về cho tôi. Làm ơn đừng đá đồ tang lễ của con tôi, đừng có đá đồ tế của con tôi mà đừng quá. Chúng tôi cũng đang làm lễ cho người thân, các người đừng có đuổi cùng giết tận. Ông điên rồi sao? Kêu ông xéo đi. Chúng tôi sẽ không đi. Vậy cô có tin tôi tung một cú đá đến cô xuống dưới gặp má của không? Vậy các người cùng nhau xuống dưới đi. Hôm nay là chúng tôi tổ chức lễ tế cho bà con bị chết ở phố người qua. Các người đừng có gây rối ở đây. Ai dám mấy mặn, gặp người nào đánh người đó. Chúng tôi sẽ không đi. Chúng tôi sẽ không đi. Bộ Thanh Dân, lúc nào anh cũng bước ra nhiều chuyện như vậy. Chúng tôi đứng ra thay mặt cho bà con Hoa Kiều ở đây. Ngày hôm nay làm lễ tế cho bà con ở phố người qua. Nếu như các người muốn đi thì chọn đường khác mà đi. Ở đây không quan nhìn các người. Đi. Đi 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 đi. Các người không chịu đi chứ gì? Điều lòng. Tới giờ rồi. Chúng ta đi ngã khác. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đúng rồi, đi đi. Đi đi. Đi đi. Bye. Chuyện nghiêm túc quan trọng hơn. Đi đường khác. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi đi. Đi nhanh lên. Đi đi. Hôm nay mọi người làm rất tốt. Chỉ cần chúng ta cùng nhau đồng lòng, từ nay không cần phải sợ hai nhà kiếm bệnh nữa. Nếu như sau này mọi người có gì cần tới hội Hoa Kiều chúng tôi giúp đỡ, có thể tìm chúng tôi bất kỳ lúc nào. Chúng tôi nhất định giúp mọi người. Hội người Hoa thuộc về mọi người. Hội Hoa Kiều Đại Nam. Hội Hoa Kiều Đại Nam. Hội Hoa Kiều Đại Nam.